Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Mình mới đi làm về các bạn ơi. Thì mình lên mình thăm cái mấy bé LG của mình. Và mình rất là vui vì thấy bé này đã đẻ cho mình được hai trứng. Đây để mình cho các bạn coi nha. Tính từ thời điểm mà bé giao phối xong nha, mình để cái hộp đẻ này vô cho đó bây giờ là khoảng cỡ gần 2 tuần đó, gần 2 tuần thì mới đẻ. Cũng khá là lâu. Trong thời gian đó thì bé gần như là nhịn ăn, ăn rất là ít. Để mở cho các bạn coi nha. Đây. Đây là bé Snow Wrap. Thì trong cái clip trước thì bé Snow Wrap này mình phối chung với bé Sung Lao. Sau khi phối, mình sẽ dùng một cái hộp. Hộp này là hộp mà đựng thức ăn nè. Hộp đựng thức ăn. Bán rất là nhiều, cắt một lỗ vuông như vậy, một lỗ vuông như vậy là dư sức chui vô rồi, không cần lớn nha, lỗ vuông vậy thôi. Cái đất này là đất sinh sản, đất ấp, cũng như là người ta gọi là đất ấp á, đất ấp dùng cho bò sát. Các bạn ra các tiệm mà bán bét, người ta bán rất là nhiều. Mua cái đất ấp này về đổ sắp sắp mặt cỡ, theo như mình ở đây á là mình đổ 1/3, rồi mình đổ nước vô. Nước thì nó vừa đủ ẩm thôi, ẩm thôi. Rồi mình bỏ, sau đó mình cứ đóng nắp gì nè, đó, đóng nắp vậy, đóng nắp vậy, rồi bỏ vô, rồi tự động bé LG sẽ chui vô đây nằm uống uống nước, ăn canxi gì đó, rồi thỉnh thoảng thì cũng ăn ăn dế, ăn một vài con dế nhưng mà ăn rất là ít. Rồi khoảng cỡ 2 tuần thì bé đẻ, nhưng mà nhớ trong thời điểm đó, trong thời gian đó là hai cái chén này nè, nên nếu mà thấy nó dơ thì thay nha, nên thay thường xuyên. Rồi dế thì mình chịu khó mình đút cho bé để cho nó bổ sung chất cho nó dễ đẻ mà, cho cái trứng nó tốt đó mà. Thì cái cách này là mình cũng học của những anh em đi trước ở trên diễn đàn, đó là sử dụng đất chuyên dụng. Này là đất chuyên dụng dùng cho bò sát. Còn nếu các bạn không có không dùng cái này cũng được, mình thấy nhiều bạn dùng cái một cái hộp nhựa không, rồi lấy cái khăn giấy á, rồi thấm ướt rồi để vô thì bé LG cũng đẻ cũng được, thì cách đó cũng được, phải có gì đó ẩm. Nếu mà mình không có những cái này để giữ ẩm nè, đất nè hoặc là khăn giấy như mình nói để mà giữ ẩm nè, thì bé LG cũng sẽ đẻ, nhưng mà cái trứng đó mình không kịp phát hiện. Ví dụ như đẻ buổi sáng và buổi chiều hoặc là tối gì đó mình mới thấy, thì cái trứng nó bị như là nó mất nước, nó sẽ bị móp 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 cái trứng, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phôi. Chính vì vậy, một là dùng đất chuyên dụng, hai là dùng cái giấy tẩm nước để giữ ẩm, thì khi cái trứng nó đẻ ra nó hút ẩm vô, nó sẽ không bị móp. Như cái trứng này các bạn coi nè, hai cái trứng này rất là căng nha, đó, căng tròn luôn, đâu có bị gì đâu. Hơi dơ ha, dơ, dơ này là dơ đất á, dơ đất chuyên dụng, đó, tròn vo. Vì kia đẻ ra xong rồi nó đã hút ẩm vô rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy trứng ra, lấy nguyên cái hộp ra luôn, lấy nguyên cái hộp ra luôn, bỏ ra đi. Rồi bỏ cái hộp, cái hang chú bình thường mình hay dùng lại. Tại vì mình không cho, tất nhiên là mình sẽ không để cho bé LG ấp rồi. Ấp là mình sẽ dùng một cái hộp ấp. Cái hộp này là cái hộp đẻ, rồi mình sẽ dùng một cái hộp ấp. Đây, đây là một cái ấp mà mình dùng để ấp trứng nè. Cái này thì cũng tham khảo ý kiến của những anh em đi trước thôi. Cũng dùng cái đá, cái đá này là cũng dùng để mà cho cái hộp để LC đẻ đó. Thì cái hộp này cũng vậy, cũng bỏ đá vô, cũng bỏ nước ẩm 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 ẩm, không cần ướt quá, không cần từ cái khô quá để ẩm ẩm được rồi. Rồi bỏ trứng vô, đó. Vô cái trứng xuống, nhưng mà đừng vô kính hết nha, vô một phần thôi để hở cái mặt lên. Một trứng, hai trứng, rồi vô trứng xuống như vậy. Nhớ là mình để nước ẩm ẩm nha, đừng có để ướt quá thì cũng không tốt, khô quá cũng không tốt. Người ta sẽ ghi luôn cái ngày trên này,
ghi cái ngày của trứng đẻ trên này nè, nó trên trứng để tiện theo dõi. Mình thì mình không có ghi nó, tại mình ít mà, số lượng đâu có nhiều đâu mà phải ghi cho nó. Mình lấy cái giấy mình dán luôn trên này, dán luôn trên này đó. Mình ghi ngày tháng nè, tên mẹ, tên cha nè, cho tiện theo dõi. Giới tính của LG nó sẽ quyết định bởi nhiệt độ, thì cứ nhiệt độ thấp sẽ ra cái, nhiệt độ cao thì sẽ ra đực. Mình thì mình không dùng máy ấp chuyên dụng, ở đây mình sẽ ấp bằng nhiệt độ phòng, có nghĩa là mình sẽ để như vậy và để trong phòng. Phòng mình thì cũng hơi mát mát như vậy thôi. Rồi giới tính ra thì nói chung là hên xui. Rồi ok, như vậy là ổn rồi các bạn. Mình sẽ làm những cái clip update như vậy để mình và các bạn cùng coi quá trình phát triển của trứng LG nha. Nếu các bạn thấy clip hay thì cho mình một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh mình nha, để mình có động lực làm thêm những clip để cho các bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.